Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa câu hỏi số 35 của test 2 trong đề IELTS Cambridge số 9, cũng như là giúp các bạn tìm được một số từ vựng để có thể trả lời được câu 35 dễ dàng hơn. Ok, chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu hỏi số 35. Trong câu hỏi số 35, nhiệm vụ của chúng ta đó là trả lời yes, no hoặc là not given vào nội dung câu 35. Và nội dung đó là nếu các bạn nghĩ theo một cách iconoclastic thì các bạn có thể dễ dàng vượt qua được nỗi sợ hãi. Thì iconoclastic thì mình sẽ không dịch ra mà cứ dùng tạm cái danh từ này, tính từ này thôi. Vậy thì cái 35 các bạn chú ý là có 3 vế. Đó là nếu, thực ra có 2 vế thôi. Đầu tiên đó là các bạn nghĩ theo, đó là vượt qua nỗi sợ hãi. Và vế thứ hai đó là một cách dễ dàng. Mình nhấn mạnh cái trạng từ easily, vượt qua một cách dễ dàng. Tức là nếu mà trong bài họ có nói ra là vượt qua nhưng mà vượt qua một cách khó khăn thì đáp án nó vẫn sẽ là no. Bởi vì cái từ easily này nó mang cái sắc thái của động từ. Và sắc thái đó là dễ dàng hay là khó khăn thì nó cũng ảnh hưởng đến nội dung của cả câu. Vượt qua dễ dàng hay là vượt qua khó khăn. Vượt qua một cách khó khăn, vượt qua một cách dễ dàng hay là vượt qua một cách khó khăn là hoàn toàn khác nhau. Cho nên các bạn chú ý đến cái từ easily. Về cái từ keyword để mà có thể tìm được câu 35, các bạn dựa vào cái từ fear giúp mình. Cái từ fear có nghĩa là sợ hãi. Vậy thì cái từ fear này có thể bị paraphrase hoặc là không. Nhưng mà cái cách paraphrase, tức là cái cách thay đổi của cái từ fear này thì cũng không có phức tạp lắm. Cho nên là các bạn có thể dựa vào từ fear mà tìm được cái câu 35 trong bài. Sau khi đọc lướt trong bài thì mình có thể thấy cái từ fear ngay đầu trong câu này. Và cái từ fear lặp đi lặp lại trong rất là nhiều trong đoạn văn này. Vì vậy là mình sẽ đọc kỹ cả đoạn văn. Nhưng mà để giảng nhanh thì mình sẽ chỉ dựa vào hai cái chỗ mình bôi vàng mà thôi. Các bạn dựa vào chỗ mình bôi vàng, mình dịch như sau. Thì họ nói rằng người ta nhìn chung thì cảm thấy khó khăn để đối phó với những nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi đó là nỗi sợ hãi của uncertainty và nỗi sợ hãi của public ridicule. Vậy thì họ có nhấn mạnh rằng đó là người ta nhìn chung, tức là kể cả người bình thường hay là người theo tư duy iconoclastic thì đều có khó khăn khi đối phó với nỗi sợ hãi. Như vậy thì kể cả vậy thì chúng ta có thể thấy suy đoán đó là những người nào mà theo nỗi sợ theo tư duy iconoclastic hay là không thì đều có khó khăn cả, vượt qua một cách khó khăn. Mình cũng đọc thêm một câu phía dưới, họ có nói rằng đó là it is a common variant, tức là một cái đặc thù rất là bình thường của loài người, của bản tính loài người. Nhưng mà cái đặc thù này thì những người mà không những cái theo iconoclastic không để cho chúng kiềm chế cái tư duy của họ. Tức là kể cả là người iconoclastic hay là không thì đây cũng là một đặc thù rất là bình thường. Tuy nhiên thì những người iconoclastic không để cho chúng đàn áp hay là kiềm chế phản ứng mà thôi. Tức là bản thân họ cũng gặp khó khăn và cái nỗi fear, cái nỗi sợ hãi này cũng là một cái vấn đề mà họ khó khăn gặp phải, bằng cụm từ đó difficult to deal with. Và ở đây họ còn nhấn mạnh đó là người iconoclast có thể vượt qua nhưng mà vượt qua một cách khó khăn như là mình vừa nói ở phía trên. Như vậy thì quay trở lại câu hỏi, mình có thể nhấn mạnh đó là người iconoclast, cái tư duy theo iconoclastic có thể giúp các bạn vượt qua khó khăn nhưng mà không dễ dàng, tức là một cách rất là khó khăn. Như vậy là dựa vào từ easily, tức là nói đến cái trạng thái, tức là nói cái mức độ của câu, thì mình có thể nói đây là câu đáp án là no, tức là họ vượt qua được một cách khó khăn chứ hoàn toàn không có dễ dàng một chút nào hết. Vì vậy đáp án của câu 35 sẽ là no, dựa vào từ easily. Mình nhấn mạnh lại đó là sai đúng yes hay là no của câu 35 này chỉ dựa vào đúng từ easily mà thôi. Nếu bỏ cái từ easily này đi thì rất có thể và là chắc chắn là câu 35 này sẽ là yes nha. Như vậy các bạn tập trung vào cái từ easily, tức là cái trạng từ của các cái câu trong câu hỏi. Về từ vựng thì mình nhấn mạnh đến cái từ inhibit ở đây. Inhibit có nghĩa rằng là kiềm chế hoặc là kiềm nén. Và chúng ta hãy thử áp dụng vào trong bối cảnh như sau. Inhibit tức là kiềm nén và đi với giới từ đó là from doing something.
Thực ra mình định bôi đen cái từ from cơ, nhưng mà các bạn cứ nhấn mạnh đó là inhibit đi với giới từ đó là from. Thì nó cũng gần giống như cái từ đó là prevent đó. Prevent đó là ngăn, thì cũng đi với giới từ from. Và inhibit cũng vậy. Giả sử mình có một câu như sau: What are differences between Asian students and those from Western countries? Tức là đâu là những khác biệt giữa người học sinh châu Á và những người học sinh đến từ đất nước châu Âu? Mình giả sử trả lời như sau: Generally, unlike Asian students, Western students don't fear embarrassment, which inhibit them from speaking up their personal opinions. Có nghĩa rằng là mình sẽ so sánh giữa học sinh châu Á và học sinh châu Âu như sau. Nhìn chung không giống như học sinh châu Á, các học sinh châu Âu thì không sợ những cái sự xấu hổ, không sợ xấu hổ. Cái mà có thể kìm nén họ khỏi cái việc đó là nói lên cái quan điểm cá nhân. Vậy từ từ inhibit cho âm rơi vào số 2 có nghĩa rằng là kiềm nén họ khỏi làm việc gì đó, kiềm nén họ làm việc nói lên ý kiến cá nhân. Ok, vậy thì từ inhibit có nghĩa là kiềm nén hoặc là kiềm chế và đi với giới từ và kiềm nén công việc gì đó thì đi với giới từ đó là from doing something. Vậy thì đó là một từ vựng mà mình hy vọng các bạn đã bổ sung lại được với bổ sung vào thêm kho từ vựng của mình. Và mình nhấn mạnh thêm đó là cái trạng từ trong câu hỏi thì rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả cả nội dung của cả bài. Quyết định xem đó là đây là câu yes hay là câu no chỉ dựa vào từ easily mà thôi. Vậy thì mình hy vọng các bạn đã có thêm được những cái tích lũy thêm riêng của bản thân và hy vọng các bạn sẽ bài đầy đủ và luyện tập thật là chăm chỉ.